hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng Văn Khánh của mình. À, thì à, hôm nay à, cũng có sẽ có một số cái trận đấu diễn ra đấy, các trận đấu anh em thấy em sẽ có cúp và FA chúng ta à, có chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Uva Hampton à, Real Sociedad và Sevilla đấy không có gì bất ngờ khi à, đều giành chiến thắng ở copa À, còn cái trận um, mình nghĩ là nó đáng chú ý nhất Đó là trận đấu uh, uh, noisy đến làm khách trên sân của Napoli Thì bất ngờ Crem noisy cầm hòa Napoli trên sân nhà anh em nhé À ý Mình sẽ xem trận này cho anh em Thua lật pen luôn Đấy Đá cực kỳ sóng phẳng luôn anh em nhé Thì uh, mình nghĩ đây là cái trận đấu khá là đen cho Napoli Napoli à, Thực ra thì họ cũng không cho cái đội hình quá mạnh ra Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có dây sút Dây sút đã hồi phục chấn thương và có thể ra sân rồi anh em nhé Đây là một cái tín hiệu rất vui cho Napoli à, Có lẽ là họ không để cao, quá để cao cái cái, cái, cái trận đấu này Cái cúp quốc gia này à, Quay trở lại Đấy, ngày hôm nay À, chúng ta dặn sáng ngày mai đấy, chúng ta sẽ có trận đấu của ngoại anh, anh Crystal Palace gặp MU. Thì à, mình đã làm cho anh em rồi. Và trận à, siêu cúp Ý đấy giữa Inter Milan và AC Milan. Đấy mình cũng đã làm cho anh em. Thì anh em có thể tìm và xem lại cái những cái video này. À, đây là những cái nhận định của Khánh, nhận định cá nhân của Khánh. Đấy, anh em à, vào tham khảo. Còn à, đấy là những cái mã kèo chị Khánh chỉ đưa ra cho anh em tham khảo thôi. Còn nếu anh em muốn đấy nhận được những cái mã kèo và Khánh trực tiếp đầu tư cũng như là Khánh đẩy vào trong nhóm của Khánh thì anh em liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo và Telegram anh em nhé. À, chúng ta có thể kiếm thêm một chút gì đó đấy từ đây để có thể có một cái tết đấy thêm một chút tiền sắm tết. À, FA Cup hôm nay cũng có một trận à, lead gặp mà Cadip City thì thực ra trận đấu này cũng không quá đáng chú ý đấy Tây Ban Nha có Sporting gặp Valencia này, à, uh, Athletic Bilbao gặp mà Espanyol này và uh, Real Betis gặp Osasuna một trận đấu cũng khá là hấp dẫn Atalanta thì sẽ gặp mà Spezia uh, thôi đi có lẽ là mình sẽ không làm mấy cái giải quốc gia này nữa nó nếu mà rảnh thì mình sẽ lên cho anh em một hai video nữa để anh em có cái nhìn đấy. để có thể làm sao mà đầu tư một cách chính xác nhất trong cái trận đấu này anh em nhé. Còn mình sẽ làm cho anh em cái trận đấu sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 20. À ngoại ngành Man City sẽ gặp Tottenham. cái trận đấu này. Đây. Man City thì hiện tại đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau Arsenal anh em nhé và đang có cái thành tích thi đấu mình nghĩ là không tốt cái trận thua vừa rồi à, thua màu uhm, à, kiểm soát bóng rất là nhiều ghi bàn trước à, nhưng cuối cùng thì cảm giác à, thi đấu như bịp luôn anh em ạ như bán độ luôn và để à, màu u chiến thắng lại với tỷ số 2-0 khá là đáng tiếc cái trận thua Brentford này cũng cực kỳ là đáng để lên án thua một đội bóng ừ uhm, mình nghĩ là trên sân nhà thì man city sẽ không thua bất cứ một con hàng nào ngoài arsenal cả đấy nhưng mà họ để thua của và, và để à, à, con hàng Everton <laughs> một con hàng đang cầm đèn đỏ cầm hòa trên sân nhà của mình luôn à, cái phong độ thi đấu của man city hiện tại đang cực kỳ tệ đây cái trận là thua Southampton ở cúp liên đoàn rất là bất ngờ với những cái trận thua của man city gần đây thì mình cũng có đã tìm được cái đội hình ra sân dự kiến ấy của hai đội để con anh em có thể tham khảo à, chúng ta đây chúng ta vẫn có những con hàng à, như Haaland đấy, à, Gordon, à, thì không thi si đấu trong trận này nhưng có Bruno, có Rodri, có Gundogan, có Manhet, Man à, đợt à, trận vừa rồi thi đấu cực kỳ hay. Đấy còn Haaland thì à, mất tích anh em ạ. Không tìm thấy đâu cả. Con hàng à, bên phía cánh phải này Han Z này thi đấu cực kỳ nổi bật trong trận đấu gặp màu. À, Grealish cũng làm tròn trách nhiệm của mình hơi đen cho họ thôi. Cancelo à, cũng thi đấu rất là tích cực. bên phía cánh trái của Man City trận đó đấy thi đấu mình nghĩ là kích tích cực à, nhưng mà cũng rất là đen cho họ. Uhm, trận đấu này Foden sẽ không chưa có à, ghi à, tên trên đây đấy thủ thành vẫn là Edison và A -Z không có Ừ, uhm, thì có rồi, Casello. Nói chung là đây là một đội hình tạm ổn oh, cho bên phía của Man City. Đấy, với cái sự thể hiện xuất sắc của Man hay ở cái trận đấu gặp MU thì mình nghĩ uh, là với Bruno ở đằng sau và <laughs> Man Z ở bên phía ở phía trước, Lewis thì uh, thi đấu khá là mờ nhạt. Thì mình nghĩ là Man City có khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này Khi được thi đấu trên sân nhà Mặc dù những trận trên sân nhà thì những trận gần nhất thì họ toàn thua và hòa thôi Chưa có một chiến thắng nào cả Còn với phía Tottenham là thi đấu cao nhất vẫn là Heineken thôi à, 3-4-2-1 Mình nghĩ nó sẽ là 4 5 2 thì nó sẽ hợp lý à năm um, 352 nó sẽ hợp lý hơn hoặc 442 nó sẽ hợp lý hơn cho tốt hàng ở cái trận đấu này đấy à, thi đấu cao nhất trên hàng công của họ sẽ là kênh Harry à, mùa giải này Harry Kane thi đấu cực kỳ thành công à, với 15 bàn thắng đấy meta à, Menta cua Menta cua của tôi đâu đây à, cũng đang có mấy con hàng trung vệ này cũng đang có những cái điểm số cực kỳ cao anh em nhé à, Xuân Huynh à, Minh, Minh Son À, thi đấu ngay trên bên phía à, cánh trái đấy Erisik. ôi bên cánh trái cực kỳ mạnh anh mà và có hộ công thè, thêm một con hàng hậu vệ cánh trái nữa là David à, bên phía cánh phải thì uh, chúng ta có Kulu à nhầm xin lỗi anh à, đọc tên đội bóng rồi Culsek Senki à, và con hàng này À, có Romero và Doherty Thực ra là đây là cũng tạm tạm vậy anh em ạ à. Bên phía cánh trái của họ quá mạnh rồi Đấy Quá mạnh rồi Bên phía cánh phải mình thấy cũng hợp lý thôi Con hàng uh, à, binh này cái gì đó này hơi khó đọc tên anh em nhé Nó đã bị lỗ phùng chứ À, nó cũng đang có cho mình được bốn bàn thắng cũng là mình thấy cũng ok trong trận đấu này điểm số đang rất là cao à, với việc như vậy thì chúng ta sẽ có kèo như thế nào thì hiện tại Man City đang được đánh giá cửa trên rất là cao em nhé khi được thi đấu trên sân nhà và mức chấp là 1.5 à, với mức chấp 1.5 này thì mình nghĩ không được hơi cao mình nghĩ là gần đến trận đấu nó sẽ mức chấp 1.25 hoặc chấp 1 nó sẽ lên. Đây là mã kèo chính Thì à, mình sẽ phân tích cho anh em cái, anh em cái mã kèo 1.25 này Cái phong độ thi đấu Của Tottenham Đặt này cũng à, không được tốt Đấy Cái trận thua Arsenal này mình nghĩ là không đáng không đáng hôm đó mình đi cho Tottenham anh em nhé mình không đầu tư cùng anh em mình không phải fan của Arsenal mình đánh giá cao Tottenham hơn mình có đi cho Tottenham. Đấy và đi xỉu trận. Đi thêm một số mã kèo nữa thì nói chung hôm đó thì mình cũng có lãi, có lời. Còn mình đẩy mã kèo cho anh em bên ngoài thì mình chỉ nói là hôm nay là mình thích Tottenham nhưng nó rất là nguy hiểm. Đấy, đánh cho Tottenham cực kỳ nguy hiểm. Thì anh em có thể suy nghĩ và đánh ngược, nếu trùng máu Tottenham thì đánh theo mình. Còn anh em bên ngoài thì không có các kèo mã cao góc và thẻ thì rất là khó cho mình. Uh, khách Đây Mình nói rồi Ở trên sân nhà thì Man City chưa có Một cái chiến thắng nào cả Còn Việc làm khách Thì Tottenham thắng Một trận Trước Crystal Palace Và uh, Để Brentford cầm hòa Đấy Hai con hàng Đều gặp Brentford <laughs> Thì Man City thua Brentford ngay trên sân nhà của mình Và Tottenham thì Cầm hòa Brentford trên sân nhà của Brentford Hàng Brentford cũng khá là khó chịu Trên sân nhà nhưng mình nghĩ trận thua này là một cái trận đa à, trận hòa và đến này là một sự may mắn của bà Danford. Đấy, Tottenham thi đấu cực kỳ thành công trong cái trận đấu này Với đen cho họ một chút là họ phải chia điểm thôi à, Với như vậy thì anh em có thể đi cho Man City ở mức chấp 1.25 nhưng mà ra là nó 50-50 lắm mà Anh em có thể đi chứ, mức chấp 1 này Khi mà mức kèo 1.25 à, nó lên thì mức kèo chấp lên kèo chính thì mức chấp một này nó sẽ ăn cao hơn anh em nhé nó sẽ ăn tầm không 8 mấy đó thì anh em hoàn toàn có thể đầu tư vào mã kèo này à, trận đấu này mình nghĩ sẽ không có quá nhiều bàn thắng đâu đấy à, bên phía của man city đang gặp trục trặc trong vấn đề dứt điểm sẽ không quá nhiều bàn thắng đâu anh em có thể nghĩ đến cái xỉu 3.25 hoặc 3.5 đấy thậm chí là xỉu 3 thậm chí là xỉu be thì nhà cái đang đánh giá những cái tỷ số dễ xảy ra nhất trong trận đấu này đó là tỷ số à, 2-0 cho Man City nhưng khá là khó anh em ạ à, cũng khá là khó cho Man City đấy để có thể uh, ghi được hai bàn vào trong lưới của Tottenham <laughs> uh, với việc họ thi đấu là không được thành công đấy, tinh thần của các cầu thủ Là không được tốt thì mình nghĩ là Chiến thắng 2-0 nó sẽ rất là khó khăn cho Man City. À, tiếp theo là cái tỷ số 2-1 và tỷ số 1-0. Anh em có thể tham khảo những cái mã kèo mà à, nhà cái đưa ra. Mình sẽ xem hai à, đội đều ghi bàn xem đang ăn bao nhiêu anh em nhé. Đang ăn 0.68. Bây giờ nhà cái đánh giá cao hai đội trong cái trận đấu này. Tốt à, tiền hàm cũng có thể ghi bàn vào lưới ở à, của à, Man City. Mình nghĩ là khó. Trận đấu này Tottenham khó có thể ghi bàn vào lưới của Man City được. Đấy, dù sao thì Man City cũng thi đấu trên sân nhà và họ đang thi đấu không tốt trên sân nhà. Mình nghĩ đây sẽ là một cái trận đấu để họ có thể lấy lại cái tinh thần. À, về góc vào thẻ thì mình nghĩ tài xỉu góc trận này sẽ tầm 9.5. À, Man City sẽ chấp đâu đó khoảng à 2 góc từ hai góc trở xuống đến 1.75, 1 rưỡi. Nhưng mà nghĩ mình nghĩ là tầm 2 Đấy thì anh em có thể đi cho mình à, cái tài góc. Đấy hai đội đá đều rất là lắm góc anh em nhé. Đấy suy nghĩ đến một cái tài góc 9.5. À, tài góc hiệp 1 thì nó sẽ tầm 4.5 rơi tầm 4.5 và sẽ gấp chấp khoảng 0.75 đến 1 trái góc. Thì anh em hoàn toàn có thể đi góc cho Man City ở hiệp 1. Đấy. Mà có thể nghĩ đến một cái tài góc ở hiệp 1 khi mà trận đấu à, không có bàn thắng ở hiệp 1 đấy anh em có thể vào xem thi đấu một lúc tầm 5 phút. Rồi anh em vào cái mã kèo đấy, tà góc hiệp 1. Ok thì đấy là tất cả những cái mã kèo à, mà Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu giữa Man City gặp Tottenham sẽ diễn ra vào lúc à, 3 giờ dạng sáng ngày 20 anh em nhá. Tháng 1 à, hôm đó là 28 29 Tết rồi. 29 hay 30 Tết rồi. Thì đấy anh em hoàn toàn thể đầu tư Um, Tết ở uh, uh, sân chơi không nghỉ anh em nhé, sân chơi lúc nào cũng đầy đủ những cái mã kèo cho anh em. Tết không nghỉ uh, và đương nhiên ngân hàng cũng không nghỉ. Anh em chỉ việc vào mất đâu đó tầm 5 phút anh em vào các mã kèo và tối anh em rút tiền về thôi. Không Mất quá nhiều thời gian của anh em. Uh, anh em có thêm một chút tiền dù xuân vậy thôi. thì Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. À, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các cái video tiếp theo.